Đến năm 2030, thị xã Sapa sẽ đủ các điều kiện để trở thành đô thị loại 3. Đây là mục tiêu thị xã đang nỗ lực thực hiện. Không chỉ tập trung hoàn thiện các tiêu chí, thị xã còn chú trọng xây dựng, phát triển mô hình đô thị thông minh, nâng cao năng lực cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tại phòng tư pháp của thị xã, trước đây để có thể hoàn thiện thủ tục hành chính về cải chính hộ tịch, người dân sẽ phải mất khá nhiều thời gian, đặc biệt là việc trình ký. Từ khi áp dụng quy trình ký số thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Lào Cai, các thủ tục đã được rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Mang lại cho người dân cái thứ nhất là cái chi phí đi lại, cái thứ hai là cái thời gian. Ví dụ người ta cần làm lấy ngay thì chúng tôi có thể là làm ngay trong buổi sáng và tiếp nhận trong buổi sáng và trả hồ sơ cho người ta trong buổi sáng luôn, chứ không phải hẹn sang buổi chiều hoặc là sáng hôm sau để lấy làm gì cả. Nó cũng là một cái rất là tốt và hiệu quả. Về mặt thời gian thì người dân người ta rất là đồng tình ủng hộ. Thị xã Sapa là đơn vị duy nhất thí điểm việc ký số thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Lào Cai. Sử dụng chữ ký số, thường trực ủy ban thị xã dễ dàng ký các thủ tục hành chính trực tuyến, tiết kiệm thời gian, ký được mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn. Nếu như trong năm 2022 chỉ triển khai được hơn 200 thủ tục, thì trong 7 tháng của năm 2023, số thủ tục hành chính được ký số trên cổng đã tăng gấp đôi. Thì chúng tôi đã thực hiện ký số trên hệ thống, thế và không phụ thuộc vào địa giới hành chính cũng như phụ thuộc vào không gian, thời gian và địa điểm. Thì các lãnh đạo các cơ quan đơn vị cũng như thường trực ủy ban thị xã Sapa đã ký số trên môi trường mạng, trả cho công dân trực tiếp ở trên môi trường mạng, đảm bảo cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thị xã Sapa cũng là đơn vị tiên phong trong xây dựng đô thị thông minh khi hơn 2 năm trước đã đưa trung tâm điều hành thông minh vào hoạt động, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền thị xã. Nhiều tiện ích được sử dụng như hệ thống camera giám sát, hệ thống cảnh báo cháy tự động, các dữ liệu được chia sẻ, phân tích để phục vụ cho các chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian trước mắt thì chúng tôi đang rà soát lại toàn bộ hệ thống camera để đáp ứng mấy yêu cầu. Một là camera về an ninh, camera về giao thông, camera về phát triển du lịch. Từ đó sẽ đưa ra làm cơ sở căn cứ xây dựng số liệu để chúng ta quyết đáp các vấn đề chiến lược phát triển cho Sapa trong thời gian tới. Xây dựng đô thị thông minh, nâng cao năng lực cải cách hành chính, chuyển đổi số đang là hướng đi tất yếu trong phát triển đô thị, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với Sapa. Phấn đấu xây dựng thị xã Sapa phát triển toàn diện, hướng đến mục tiêu là khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế.